Con chị bảo mẹ cho con đi với, con sợ mẹ bị lừa. Chị là người dân tộc Mường, chưa đi Hà Nội bao chị giờ. Chị có khuôn mặt baby, vui vẻ hay cười. Trước khi đi, chị bảo đến xem nhà thôi. Tuy lo lắng đủ thứ, nhưng mà không ngờ lại học nhanh thế. Chị đi học chỗ gần nhà mà họ bảo học 2 tháng đến 1 năm mới xong. Chị đi học một ngày mà về bảo chồng: em không học được đâu. Thế là chị lại lên YouTube tìm hiểu lại về em. Nhưng mà vẫn lo sợ nhiều thứ lắm. Thế nên là bảo xuống xem nhà cửa trước như thế nào. Thế rồi xuống cái là xin ở lại luôn. Em dạy cả màn, rèm, đệm ghế, học bài bản như thế này chứ. Lại còn có cả giáo trình và dạy theo giáo án cụ thể nữa. Vậy là lần này tin người trên YouTube thành công rồi chị. Ở với em, chị đâu chỉ có được học nghề đâu, chị học được quá nhiều thứ. Chị thấy em dạy con mà chị thấy mình dạy sai quá. Tối qua chị gọi điện về cho chồng, chị bảo: chồng ơi, em sai rồi, em mắng chửi con suốt, khổ thân con, em nhớ con quá. Chồng chị chỉ cười: con chị nó kể nó yêu ai, thích ai cho chị nghe. Chị lại bảo nó là con nhỏ không được yêu đương, vậy là nó chẳng bao giờ kể cho chị nghe chuyện gì nữa. Còn em thì nói với chị rằng: chị sai rồi nhé, chúng ta cần phải thấu hiểu, đồng cảm mới có thể dẫn dắt và dạy dỗ được con. Nếu với mỗi câu chuyện của con mình đều gạt phắt đi thì con sẽ không coi ta là bạn và sẽ chẳng bao giờ kể chuyện gì chị cho còn ta kể nữa. Là chị luôn dành phần nhiều cho em, ưu tiên em hơn, chiều chuộng em hơn. Còn em, cô giáo dạy rèm thì lại hướng dẫn chị rằng: muốn yêu thương được em thì chị phải yêu thương bạn lớn. Chị phải gắp thức ăn cho bạn lớn và nói với bạn lớn rằng: con ăn đi để khỏe mạnh, để có sức để bảo vệ em cùng với mẹ nhé. Chị bảo cô giáo lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ, từ hình ảnh đại diện ở trên Facebook, hình nền Facebook. Cô hướng dẫn em cách chụp ảnh, cách chỉnh sửa ảnh để đăng lên Facebook, Zalo. Hay lắm nhé. Chị học rèm xong thì chị chuyển sang học đệm ghế và màn khung. Trong lúc chị đang học những thứ ấy thì khách cứ gọi điện chốt đơn liên tục. Chị sốt hết cả ruột. Mai chị phải về thôi. Thôi đừng chốt đơn nữa, không là lo quá cô giáo ạ. Giờ chị cũng tốt nghiệp được hơn một tuần rồi, đơn thì nhập liên tục, chủ yếu là rèm vải. Chị về cái đã gặp toàn những ca khó, nào là can dọc, can ngang, cửa quá rộng, quá khổ. Chị ôm tất. Có những ngày có tới tận 50 cuộc điện thoại của chị để hướng dẫn và chỉ cạnh chị cách làm. Và vấp những đơn hàng đầu tiên mà đã khó như vậy thì sau này chị sẽ rất là vững tay, làm được mọi trường hợp thôi chị nhỉ. Chị cứ khoe thành quả cho em suốt. Chả cần quan tâm đến tiền, bởi vì những đơn đầu chị cũng làm hỏng vải nhiều do phải can nối quá nhiều. Nhưng mà chị vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm ơn cô giáo đã hướng dẫn chị làm được. Chị thấy hạnh phúc lắm. Chị mãi mãi thành công, vui vẻ và luôn trẻ đẹp như thế. Hẹn chị một ngày gần nhất ở Ninh Bình, em sẽ về qua nhà chị chơi. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm nhiều câu chuyện thú vị về nghề rèm cửa. Mỗi một học viên đến với Thiều Hường, mình sẽ đều để lại những dấu ấn thật là đặc biệt và làm những cái video giá trị như vậy, để sau này khi chúng ta không còn trên đời này nữa thì những video này sẽ còn mãi đây, những kỷ niệm của em với các bạn học viên, những quãng thời gian đẹp như thế.